Đời sống miệt thứ là ai, làm gì và ở đâu? Và hôm nay miệt thứ thứ 11 đang có mặt tại ấp Sẹo Nhàu A, xã Tân Hạnh, huyện An Bình. Xã Tân Hạnh được thành lập vào ngày 26 tháng 7 2005 trên cơ sở là 3.956 ha diện tích tự nhiên và 10.939 người của xã Đông Hạnh. Các hộ dân ở khu vực này thì cuộc sống của họ là các hoạt động gắn liền với biển như là đánh bắt cá, nuôi trồng thủy hải sản và nghề làm khô. Và đây là khu vực đê bao quốc phòng và chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện với các em thanh thiếu niên biển Sẹo Nhàu các bạn nha. Rồi về, giăng lâu chưa? Mới giăng rồi, biết sao khi nào mới vợ được, khi nào trúng trời? Nào dính? Tầm có chừng 2 tiếng thôi chứ. Vậy hả? Vậy có kìa. Tao vợ lên cho. Đây nè, bên này nè, cái này cái gì? Cái gì cũng... Ủa sao ở chỗ này lại có cá hả? Nhưng mà cái này cái gì? À, cái này là cái ao hả? Rồi ngày nào cũng giăng hết trơn hả? Vậy hả? Ủa hình như chú thấy tụi con giăng đường chích chắc hả? Ủa sao lại giăng đường chích chắc? Ủa sao kì, ai chị đưa con? Dạ, con giăng. Đấy, chính rồi. Wow, xuất sắc. Ủa, cá đối hả? Ủa sao không lấy ra đi? Rồi giăng như vậy rồi đến mấy giờ thì bắt đầu thu hoạch? Tiếng hồ không? Cá bự đâu, cá chút cát à. Lần đầu tiên tôi thấy còn tụi con giăng đường chích chắc á, hả? Cá nó lọt rồi xong mình nó qua nó bên này. À. Nhưng mà có ai chị không hay là tự suy nghĩ ra? À. À tức là bên này phải không? Là làm khô hết con. Nhưng mà giờ này người ta thu hoạch hết, người ta là thu vô hết hả? À. Đâu bự cỡ nào chứ coi coi. À. Cái này nó chui vô hang nè hả? Rồi tuột rồi. À. Rồi đem về ăn hay làm khô? À. Thôi vậy cũng vui rồi. Là ấp Sẹo Nhàu A, xã Tân Hạnh. Đúng không? Nhưng mà cho chú hỏi nè, làm sao chú thấy ở đây nó giống như là cái tù gì đó, là cái ao tù á, làm sao có cá được con? Dạ nó chui từ sông lớn á. À tức là chui từ sông lớn, chui từ bên kia qua đây. Này dính nhiều nè. Cũng được đó ha. À, chú không ngờ là mà cái này cái gì? Cái đối. Cái đối không hả? Không, cái con kia là không phải cái đối đó. Cái này con biết. Con cứ thấy thằng nào. Ừ. Đợi học lớp mấy rồi con trai? Tên gì? Dạ con tên Nguyễn Thành Tài, con nghỉ học rồi hả? Đi biển. À đi biển ha, nghỉ học đi biển này hả? Sao không chịu đi học nữa? Lý do vì sao? À không đến học. Rồi bây giờ là phụ gia đình đi biển hả? Đi biển vui không? Vui hả? À, cậu này nè, tên gì? Con tên gì? Rồi năm nay nhiêu tuổi rồi? 13 hả? Rồi con đi học không? Con đi biển luôn hả? Ồ, tức là bạn kia là chủ phải không? Con của chủ thì thành chủ, thành ông chủ. Còn con cậu cậu trước mặt nè, cậu tên gì? Rồi sao nghỉ học luôn hả? Rồi làm gì? Ở nhà không hả? Sao không theo hai đứa kia đi biển luôn? Nó bự quá, con nhỏ quá hả? Tức là ở trong hang cũng có cá hả? Có cua không? À. Này, cá rô. Cá phi. Nhưng mà tụi con giăng như vậy, nhưng mà tụi con làm động nước vậy rồi cá nó mới chạy hả?
Mới giăng đây mà dính rồi ha, nhanh thiệt luôn á. Ủa, nhưng mà cái này là nướng ha, cho con thì có nướng ăn thôi gì? Bự không, bự không, bự không? Tao con gì? Tôm. Tôm hả? Ngon rồi. Ok. Gọi đi. Bây giờ chúng ta sẽ thu hoạch nha bà con. Để coi xem thành quả ngày hôm nay của ba cậu thanh niên Việt Thứ này như thế nào. Mình làm mình đi nhiều nơi rồi, bây giờ mình sống thì mình làm việc ở Việt Thứ thì mình làm một cái kênh thông tin hình ảnh, mình giới thiệu Việt Thứ mình với mọi người. Làm vậy có được không con? Hả? Có được không? À, chú sống ở đây luôn. Từ lúc mấy tuổi chú, từ lúc mấy tuổi là chú đi sang nước ngoài chú quay vlog chú? Chú đâu có đi sang nước ngoài chú quay vlog đâu, chú đi làm việc, đi học mà. Ừ, còn cái này là mình làm giống như là mình làm vui vậy đó. Ừ đúng, mình làm cho vui, còn mình phải có công việc khác để mình kiếm tiền mình sống chứ. Thì con đi biển mấy lần? Dạ lâu lâu thì nếu một tháng thì đi tầm cái chừng 10-15 bữa. 15 bữa là lên trên biển luôn á hả? Nếu mà có là không đi sáng đi chiều về. À tức là mình đi gần bờ. Đi về rồi xong lâu lâu mới có nằm về. À. Rồi mỗi lần như vậy con kiếm được nhiêu tiền nè? Vậy hả? Rồi cậu thanh niên này có người yêu chưa? Có rồi. Có rồi hả? Trời ơi, bao nhiêu tuổi mà có người yêu rồi? 16 tuổi mà có người yêu rồi. Thanh niên Việt Thứ có khác rồi nha. Tụi con ngâm mình với cái hồ này là bao nhiêu tiếng rồi? À mới làm. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là chú may mắn rồi đúng không? Dạ. Cũng được ha, có cá chốt nữa kìa. Bắt cả hai con cá phi mà bự. Vậy hả? Rồi giờ gỡ luôn hả? Đi văng ở đâu nữa? À khúc đằng đó hả? Khúc dưới đây. À con lâu lâu rảnh đi bữa. Dạ tức là lâu lâu rảnh mới đi đúng không? Tại rảnh quá không có gì làm á. À nên đi chơi. Thôi đi chơi mà có đồ ăn là ngon lành rồi. Chơi với con nói đồ chơi. Rồi. Nhậu không? Không. Không nhậu đúng không? Đúng rồi, còn vị thanh niên mà nhậu gì? Cá chốt phải bẻ càng ha. Cá phi con. Phần lớn là cá phi ha. Dạ. Cá phi nhiều. Đây có cua quá. Cái đối cá phi cá chốt ba loại cá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.